chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hóng Chuyện Showbiz được phát sóng định kỳ vào lúc 17:10 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức showbiz có trong thời gian gần đây quý vị nha. Bộ phim Dating in the Kitchen có tên Việt là Anh Thích Em được chuyển thể từ tiểu thuyết Sổ Tay Sử Dụng Đàn Ông của tác giả Lam Bạch Sắc. Câu chuyện mang thông điệp nhẹ nhàng ấm áp về cách mà một món ăn ngon có thể kết nối trái tim của hai con người khác biệt. Cặp đôi chính trong phim là Lâm Vũ Thân và Triệu Lộ Tư. Hai cái tên thuộc hai thế hệ diễn viên riêng biệt và cách nhau đến 18 tuổi. Phim kể về vị chủ tịch kiêu ngạo Lộ Tấn có tình yêu vô bờ bến với ẩm thực, đã tình cờ gặp gỡ cô nàng đầu bếp hậu đậu nhưng lại vô cùng có tâm với nghề là Cố Thắng Nam. Từ khi mua lại khách sạn, anh chàng chưa một ngày nào yên ổn trước những sự cố phiền phức mà Thắng Nam đem lại. Tuy sống ở hai địa vị khác nhau, song chính niềm đam mê ăn uống đã lôi kéo hai người đến bên nhau, cùng nhau tận hưởng hương vị tình yêu đậm đà. Sau hàng loạt những vai diễn có phần gai góc nhưng hiền lành và giản đơn, giờ đây Lâm Vũ Thân có cơ hội đột phá cùng nhân vật, tính cách có phần lạnh lùng, khó gần nhưng lại chứa đựng một trái tim ấm áp. Đối với Triệu Lộ Tư, đây cũng sẽ là dịp để cô nàng thoát khỏi biệt danh Mỹ Nhân Xuyên Không, mạnh mẽ chinh phục với những vai diễn nặng ký và màu sắc hơn. Nữ ca sĩ Miley Cyrus đã cho ra mắt MV Midnight Sky, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau một năm vắng bóng. MV Midnight Sky là sự trở lại đầy mạnh mẽ, tích cực, cũng là lời tuyên ngôn hùng hồn của nữ ca sĩ 28 tuổi sau những ồn ào trong đời sống tình cảm suốt thời gian vừa qua. Từ chuyện ly hôn với tình yêu 10 năm Liam Hemsworth cho đến tình yêu chớp nhoáng với bạn gái Caitlin Carter và kết thúc cuộc tình 10 tháng với Cody Simpson. Tất cả đều được cô nàng thẳng thắn chia sẻ trong lời ca khúc mới. Hình ảnh trong MV Midnight Sky vẫn được Miley Cyrus đầu tư một cách chỉnh chu với các gam màu hồng, tím và xanh neon làm chủ đạo. Được bình chọn là một trong những nữ thần thanh xuân thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, Đàm Tùng Vận nổi tiếng là mỹ nhân có gương mặt trẻ thơ. Cô thành công khi hóa thân vào hình tượng nữ sinh trẻ trung tinh nghịch. Đàm Tùng Vận sinh năm 1990, năm 2005, cô bén duyên với nghiệp diễn khi được mời đóng vai phụ trong Sống Qua Ngày. Nhận ra bản thân có niềm đam mê với diễn xuất, Đàm Tùng Vận bỏ học búa, thi vào khoa biểu diễn Học viện Điện ảnh. Năm 2013, sau gần 10 năm chuyên diễn vai phụ, sao nữ 9X mới nhận được vai chính đầu tay trong Chuyện Cô Gái Nhỏ. Tác phẩm này mang về cho cô giải diễn viên triển vọng nhất năm tại lễ trao giải IQIYI Screaming Night. Kể từ đây, con đường nghệ thuật của Đàm Tùng Vận phát triển thuận lợi. Cô được các nhà sản xuất tin tưởng giao những vai diễn quan trọng. Đàm Tùng Vận dần trở thành cái tên quen thuộc với khán giả qua tác phẩm Mùa Hè của Hồ Ly, Chân Hoàng Truyện, Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Từng Đóa Bọt Sóng, Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện. Đàm Tùng Vận trở thành nữ diễn viên được yêu thích nhất đầu năm 2020 với thành công ngoài mong đợi của Cẩm Y Chi Hạ. Diễn xuất tự nhiên của người đẹp và bạn diễn Nhậm Gia Luân giúp phim có lượng người xem trực tuyến đông đảo. Bộ phim Người Bạn Kỳ Quái Của Tôi, tên cũ là Năng Lực Siêu Phàm, thuộc thể loại hài hước giả tưởng. Với sự tham gia của nam diễn viên Vương Nhất Bác, phim kể về câu chuyện xoay quanh một trường cao đẳng kiểu Hogwarts dành cho những người có siêu năng lực, chứa đầy những bí mật ma thuật. Trần Mạc là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học trước khi nhập học. Việc Trần Mạc theo đuổi việc tìm hiểu các sắc thái của sức mạnh ở thế giới khác của anh ta đã đưa anh ta đến với một ngôi trường đầy những bạn học tài năng và những bí mật có thể có một số nguồn gốc đen tối hơn. Khép lại phần bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại phim trường Hóng Chuyện Showbiz để gặp gỡ MC Phương Hiếu và giao lưu với khách mời kỳ này của chương trình nhé. Xin mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả, Phương Hiếu rất cảm ơn quý vị khán giả đã ngồi trước màn ảnh nhỏ để cùng Phương Hiếu tiếp tục đến với câu chuyện của Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Rất cảm ơn MC Khánh Ly đã vừa mang đến cho chúng ta những thông tin về thế giới giải trí muôn màu. Và đặc biệt, ngay bây giờ sẽ là câu chuyện hết sức thú vị và hấp dẫn. Có lẽ nếu nói về sự lan tỏa của chương trình Người Ấy Là Ai, một chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, không phải bàn cãi, đã mang lại những hiệu ứng hết sức tích cực. Từng cá nhân tham gia trong chương trình đó đã tạo nên một sắc thái riêng và đâu đó có những lượng người hâm mộ nhất định. Ngày hôm nay là một gương mặt cũng từng xuất hiện trong Người Ấy Là Ai trong vai trò nữ chính. Vậy thì để xem cô ta là ai,
Hiếu sẽ mượn cái câu này để mời quý vị cùng đến với chương trình. Cho hỏi nhân vật của chương trình có sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Em rất là sẵn sàng rồi anh Hiếu ạ. Nhưng đây là Hóng Chuyện Showbiz nghe em. À dạ vâng, em đã sẵn sàng đi vào thế giới của Hóng Chuyện Showbiz. Xin được giới thiệu My Na Nguyễn đưa quý vị. Dạ, lời đầu tiên thì em cũng muốn gửi lời chào tới anh Hiếu và toàn thể khán giả đang xem chương trình Hóng Chuyện Showbiz ạ. Ngay tại Hóng Chuyện Showbiz, Hiếu sẽ hỏi trực diện My Na Nguyễn. Mối quan hệ giữa My Na Nguyễn và Nguyễn Đạt như thế nào đến thời điểm hiện tại? Tại vì cái tập của em là tập 11 đấy anh. Quay và cũng như là hậu kỳ nó rất là nhanh, là chỉ trong hơn một tháng là nó đã ra tập đấy rồi. Cho nên là trong một tháng sau khi mà quay xong ấy, thì em với Đạt cũng có gặp nhau, cũng có tìm hiểu. Nhưng mà tới thời điểm bây giờ thì cũng đã là gần 3 tháng, thì em thấy là mối quan hệ thì em nghĩ là làm bạn. Và nó gọi là thế nào nhỉ? Có thể là chưa đồng điệu để có thể đi tới một cái gì đấy sâu xa hơn. Và nhưng mà hai em với Đạt vẫn thường cũng có gặp nhau và cũng có thể trao đổi những câu chuyện về tình bạn. Thì câu trả lời này đã đúng ý của anh chưa? anh hoàn toàn không mong muốn câu trả lời này nha. Hoàn toàn không mong muốn câu trả lời như vậy, tại vì anh cũng giống như nhiều khán giả yêu mến cặp đôi này thì mong muốn một cái điều gì đó, một cái tín hiệu tươi mới hơn, hay là một cái điều gì đó nó khởi sắc hơn. Tại vì sao anh đặt câu hỏi một cách kéo dài và có vẻ trầm trọng như vậy? Tại vì rất nhiều khán giả khi theo dõi những game show về tình yêu trên truyền hình, họ không tin đó là một cái sự kết hợp thật. Thế ạ? Và thậm chí là họ không có tin những cái người đang ở trên đó là mang đến những cái cảm xúc thật khi ngồi một nơi ở trên TV được nhiều người theo dõi và bày tỏ cái cảm xúc thật của mình. Họ chưa có quen với cái cách như vậy. Tại vì rõ ràng với những cái show về tình yêu và tìm kiếm người yêu, thì nếu mà chúng ta hay coi những kênh nước ngoài, họ rất là tự do trong vấn đề thể hiện tình cảm của họ, thì họ tìm được những cái tình yêu thật sự. Còn với Việt Nam chúng ta thì nó dường như là nó nở rộ trong một vài năm gần đây. Nhưng mà cái sự chân thật và để cho khán giả tin 100% hoàn toàn á, thì nó cũng còn hạn chế ở mặt nào đó. Thì với My Na Nguyễn, khi em đến với một cái sân chơi tình yêu như vậy, thì em có tin rằng là mình sẽ tìm được một tình yêu ở đó không? Thì thực ra thì em không biết với những bạn khác thì như thế nào. Nhưng mà cá nhân em thì khi mà em đến với chương trình thì đối với em đây là một cái trải nghiệm. Và cũng một khoảng thời gian rồi thì bạn bè em cũng biết là em cũng chưa có gọi là chia tay rồi đó. Chưa có người yêu nên là mọi người cũng khuyến khích em tham gia. Nên thành ra cái suy nghĩ của em ban đầu tham gia chương trình này là nó rất là kiểu hào hứng, vui tươi. Mình có một cái trải nghiệm và bên cạnh đấy thì tại sao mình, nếu như mình cũng có thể tìm một cái tình yêu thì nó cũng rất là tốt luôn. Nên khi mà em đến chương trình thì em nghĩ là con người của em như thế nào thì em thể hiện như thế. Nên đôi lúc khán giả xem ấy, mọi người hay nói em là sao hớn quá vậy. Tại vì thực ra tính của em rất là lạc quan, rất là vui tươi. Và khi mà em đến chương trình thì thực sự là em để ý tới các bạn rất là nhiều. Và em nhìn ấy, thì em nhìn các bạn trực diện trên sân khấu luôn, thì em không có thực sự xem vào những cái đoạn video mà giới thiệu đó. Cho nên là cá nhân em thì em nghĩ là em ở ngoài đời như thế nào thì em lên chương trình em thể hiện như vậy. Nên là cảm xúc của em cũng là thật luôn. Có nghĩa là mình cũng có một cái sự yêu mến thật sự, một cái yêu mến trong cái thời điểm đó, ngay cái thời khắc đó, dành cho một cái chàng trai đó. Khi mà mình thấy họ trực diện ở trên sân khấu. Tại vì nếu mà quý vị nghe My Na Nguyễn chia sẻ thì đây mới là lần thứ hai My Na Nguyễn được ngồi và trò chuyện với khán giả của truyền hình thôi. Còn trước đó là ngồi trên trước camera nhỉ? Trước camera ở nhà đó. Xong mình tự mình đặt máy quay, mình tự mình đặt đèn để mình set up thôi. Và trong phòng cũng chỉ có một em và có một bạn nữa thôi. Nên là với một cái chương trình mà nó lớn thì thực sự là có rất là nhiều người xuất hiện ở đấy. Nên là em vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Nên là anh nói chuyện với em thì anh cũng sẽ thấy là em hơi ngại một chút đúng không? Nhưng mà rõ ràng anh hỏi My Na Nguyễn nha, với những bạn đang làm YouTuber hiện nay, khi mà các bạn đã đạt, ít ra My Na Nguyễn cũng đạt được nút bạc rồi. Là cái lượng subscribe cũng khá là nhiều rồi, đúng không? Thì My Na Nguyễn có chuẩn bị cho mình một tinh thần là mình sẽ xuất hiện như thế nào tại một chương trình truyền hình không? Hay là hoàn toàn để thả lỏng cảm xúc, thả lỏng cái thần thái và thả lỏng cái cách mình đến với cái chương trình đó? Thực ra thì để nói là mình thả lỏng, mình vô tư, mình không chuẩn bị thì nó là một lời nói dối. Thì cá nhân em là người rất là đam mê cái đẹp. Và đương nhiên là mỗi khi mà em đi ra ngoài thì em sẽ nhìn trong gương trước để xem mình có chỉnh chu hay không. Nên khi mà tham gia một cái chương trình lớn như vậy thì đương nhiên là em cũng có gọi là đi tham khảo bạn bè, các nhà thiết kế để chọn cho mình một bộ đầm đẹp này, chọn cho mình một cái layout makeup thật là xinh tươi lộng lẫy. Cho nên là em thì em nghĩ là em là một người duy mỹ.
Nên là em làm gì thì em ra ngoài thì em cũng thích là nó hướng tới cái đẹp và mình phải là tự tin nhất. Nhưng mà rõ ràng là cho anh hỏi nha, khi mà mình tham gia vào một cái chương trình để tìm kiếm một cái ý trung nhân, gọi là cái ý trung nhân chứ chưa phải là một cái gắn kết một nửa cuộc đời mình. Tại vì rõ ràng với những chương trình mà tìm kiếm một nửa trên truyền hình, nó chỉ là tạo một cái cơ hội, một cái cầu nối cho một cá nhân nào đó, tìm thấy một cá nhân nào đó và các bạn tìm hiểu với nhau. Sau khi tìm hiểu nhau thì các bạn mới bắt đầu có những cái phát sinh tình cảm thật và các bạn yêu nhau, đúng không? Cái khán giả hiện nay, rất là nhiều khán giả đang hiểu lầm về những chương trình tình yêu trên truyền hình là chỉ cần ví dụ hai bên mà bấm nút chọn nhau rồi thì họ lặng cặp. Chưa chắc. Tại vì họ còn phải tìm hiểu nhau nữa, phải đi ăn đi uống rồi mới có nhiều cái tương tác với nhau nữa thì họ mới yêu nhau. Hay thậm chí là Mina Nguyễn tìm thấy một chàng trai màu xanh lá là độc thân rồi, thì là cái sự kết hợp ban đầu là phù hợp, nhưng mà còn phải đi ăn đi uống nói chuyện với nhau rồi hai gia đình như thế nào nữa thì mới tiến đến tình yêu. Quý vị hiểu giùm điều này, đó chính là game show truyền hình là một nơi để giải trí, mang đến những cái tình cảm, những cái cảm xúc chân thành để quý vị xem thư giãn đầu óc, chứ mình đừng đặt nặng cái kết quả đó mà mình suy ra những người trong cuộc là họ đang diễn hay là đang thật. Cái câu này Mina có nghe khi mà mình tham gia xong nãy là ai không? Thực ra thì khi mà anh chia sẻ như vậy đó, em cảm thấy thực sự bên trong ấy, nó rất là mình cảm thấy như là những cái gì mà mình muốn nói là anh đã nói ra giùm em rồi. Và em thì thấy là để đánh giá là còn một con người chỉ qua một hai tiếng trong một cái show truyền hình thực tế thì nó không được đúng lắm. Tại vì nếu mà để nói là ở hai tiếng đấy bạn này diễn hay là bạn này thật thì không có cái gì để nó đánh giá cả. Tại vì em thì em thấy là đúng là ví dụ một cái chương trình về tình yêu thì hai mọi người có thể tới với nhau thì đây cũng là một cầu nối để mà hai người có một cơ hội tìm hiểu thôi. Nhưng mà rõ ràng trước đấy hai người đâu có biết nhau đâu. Chính mà xác. Để tới được một cái tình yêu và một cái gì đấy nó sâu xa hơn thì cần được cái sự đồng cảm và thấu hiểu hai bên phải thực sự là hợp nhau thì mới tới được với nhau. Thì quan trọng là sau khi mà kết show xong thì chỉ cần hai người cho nhau một cơ hội để gặp nhau ở ngoài thôi thì cái đó cũng là một cái thành là công của chương trình rồi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà Mina Nguyễn khi tham gia Người Ấy Là Ai được nhiều người biết đến thì có nhiều câu chuyện bảo rằng Mina Nguyễn được sinh ra từ vạch ích cơ. Thực ra thì em cũng có đọc qua một vài bài báo thì em rất là bất ngờ khi mà báo chí nói vậy về em và cũng như là dành những cái... Là hoàn toàn em không nói gì cả. Em không nói gì hết luôn. Cái này là Mina Nguyễn đang nói quý vị nha. Mina Nguyễn hoàn toàn không chia sẻ gì với báo chí về thân thế gia đình của mình. Dạ đúng ạ. Vậy thì những tấm hình họ lấy được ở đâu nhỉ? Em nghĩ là tại vì do em up hình trên mạng Instagram này, Facebook nên là các anh chị bên báo có lấy và gọi là có gọi là ưu ái mình và gọi mình như thế thôi. Và có một bài báo thì em cũng có gọi là đính chính một chút là em có nói là em thực sự là không dám nhận cái danh xưng là rich kid từ vạch đích gì hết. Tại vì gia đình em cũng là gọi là bố mẹ em cũng là kinh doanh mà kinh doanh bình thường thôi. Và nhờ cái sự chăm chỉ đó anh nên mới có cho em được một cuộc sống ngày hôm nay và tới bây giờ thì em thực sự vẫn cảm thấy là rất biết ơn bố mẹ mình. Và từ nhỏ ấy, tức là khi mà em up những tấm hình đấy thì mọi người khi mà nhìn vào cứ nghĩ là em gọi là được nuông chiều lắm, tiểu thư kiểu lắm, vậy. Là kiểu nhà giàu. Nhưng mà thực ra là không hẳn là như vậy, đúng là khá giả thật anh ạ. Khá giả thật chứ không giàu. Không, thế này này, cho em đính chính thêm một chút nha. Có nghĩa là cũng gọi là không phải là mai nay suy nghĩ xem mình ăn gì, có nghĩa là em không bị như thế. Có nghĩa là mình ăn no, mặc đủ và bố mẹ em vẫn luôn dạy em là phải trân trọng anh cười em hoài. Gọi là hôm nay Mina Nguyễn có một cái chân lý mới, khá giả thật chứ không có giàu quý vị nha. Có nghĩa là như mọi người thấy thì những cái thứ mà em có up trên mạng ấy, mọi người nghĩ là bố mẹ em mua cho em này, rồi nuông chiều em, nhưng mà không phải, những cái đấy là đều là do em tự kiếm tiền và tự chi trả. Giống như là khi mà những ngày đầu mà em làm YouTube đó anh, là máy camera là em cũng tự mua này, laptop là mẹ em không mua cho em đâu nha. Mẹ em gọi là bảo nếu như mà con muốn mua cái này để đầu tư vào cái kênh YouTube thì mẹ sẽ chỉ có thể đầu tư cho con 40% thôi. Còn 60% cái tiền để mua cái laptop á, con phải tự trả. Và mẹ em đi chung với em ra đấy và thực sự là em phải tự trả cho cái khoản tiền đấy. Và đó rồi thì thường hầu như là sau khi em tốt nghiệp đó anh, là em cũng độc tự lập về tài chính luôn. Và tất cả những chuyến đi nước ngoài hoặc là những cái gì mọi người thấy trên mạng ấy đều là do em tự chi trả. Những túi hiệu này nọ cũng là do em tự mua luôn, chứ không có đại gia hoặc là không có một cái chàng trai nào mà chi trả những cái đó cả. Nên khi mà em được báo chí cho cái gọi là danh xưng gọi là rich kid đó anh, thì em cũng cảm thấy hơi tủi thân một chút. Tại vì rich kid là khi mà người ta miêu tả về một cái người mà sinh ra là đã là ngậm thìa vàng rồi. Và những cái mà họ có là từ gia đình và
và họ thế nào nhỉ? Họ không thực sự làm hết ngay có từ đầu. Có nỗ lực và cố gắng dạ, để vâng. làm từ cái thực lực của họ. Dạ vâng. Còn em thì rõ ràng những cái đấy là do mình đổ mồ hôi công sức ra để mình làm và mình có được những cái đấy thì để mà nói là rich kid thì em thấy là những cái gì mình đã cố gắng giống như là người ta không để ý nữa. Ừ. Mà thực sự là em đã rất là cực khổ. Như phủ nhận công sức của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy. Nhưng mà rốt cuộc thì mình vẫn giàu thôi. Không anh ạ, giàu nha. Bây giờ em đính chính nữa. Giàu có nghĩa là bố mẹ em giàu thôi, chứ không phải là em giàu. Đúng không? Giàu. Với Mina Nguyễn, beauty blogger, đó là em làm theo xu hướng, theo trào lưu hay là em yêu thích thực sự? Để nói về câu chuyện YouTube của em thì em nghĩ là nó bắt đầu từ khoảng năm em học đại học năm 2. Ừ. Và nó bắt đầu mọi thứ bắt đầu với cái sự gọi là em muốn gọi là làm cho thỏa đam mê, làm cho thỏa cái niềm mong muốn làm đẹp của mình. Tại vì cái lúc mà em đi học ấy thì ở trường có rất là nhiều bạn bảo em là tại sao bé này điệu vậy ta. Em cái này gọi là điệu bẩm sinh. Nhưng mà điệu theo nghĩa gọi là nghĩa tích cực nha anh nhá. Điệu có nghĩa tích cực em à? Dạ. Anh chọc em hoài. Thì lúc đấy là bạn em kiểu như là các bạn nhìn em và đôi lúc các bạn cũng hay nói sau lưng em mà em nghe được luôn. Thì cứ bảo em là tại sao bé này chân to như vậy, chân thô như vậy mà lại mặc váy. Sao? Dạ vâng rồi. Thấp như thế thì lại tại sao lại để tóc dài? Tại vì từ lúc mà em học đại học lúc ấy là tóc em cũng đã dài như vậy rồi và hình như là em vẫn chưa cắt ngắn từ bao giờ hết. Thế là cái hình ảnh mà cô Mina mà tóc dài thì em nghĩ là các bạn theo dõi em thì đã quen thuộc quá rồi. Thì kể từ cái lúc ấy là em nghe những câu đấy lúc em cũng có buồn đấy chứ, tại vì tuổi dậy thì mà anh. Nhưng mà ngay lúc đấy là bạn bè em đã khuyến khích em luôn, tại sao Mina không làm một cái video mà về tóc tai để chỉ cho các bạn. Tại vì cái thời điểm bấy giờ là YouTube nó cũng không được rộng rãi biết tới như bây giờ anh ạ. Và những cái kênh mà phổ biến về làm đẹp thì chỉ có bên Mỹ thôi. Và không có một kênh nào mà chuyên thuần Việt để mà chỉ cho các bạn cả. Thế là em, cái video đầu tiên em làm trên YouTube là một cái video là cách để làm tóc xoăn tại nhà không cần dùng tới nhiệt. Và câu chuyện YouTube là bắt đầu từ đấy anh ạ. Nó chỉ vì một cái tình cờ là chính vì cái ngoại hình nó khác với mọi người của mình. Dạ. Rồi bắt đầu mình tận dụng cái sự khác biệt đó, nhờ những cái lời tư vấn của bạn bè, mình tận dụng cái sự khác biệt của mình để làm cái điểm nổi bật của mình, để bắt đầu đến với cái đam mê của mình như thời điểm hiện tại. Ngày hôm nay thì Mina Nguyễn muốn nói gì với những khán giả theo dõi chương trình Tìm Kiếm Tình Yêu đó, và cả với những chị em phụ nữ đang còn chưa chấp nhận bản thân mình để có thể nổi bật hơn trong xã hội? Thì qua chương trình Hóng Chuyện Showbiz thì Mina rất là cảm ơn tất cả những ai đang theo dõi. Và qua chương trình thì Mina cũng muốn gửi một cái lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những bạn mà đã theo dõi Mina. Các bạn là Berries và những ai đang theo dõi chương trình Hóng Chuyện Showbiz. Thì Mina rất là mong rằng các bạn khi mà nghe câu chuyện của Mina cũng cảm thấy là mình tự tin hơn một chút. Mình có một cái niềm động lực để mình có thể vượt qua mọi cái chông gai, mọi cái khó khăn trong cuộc sống. Và nếu như mà các bạn cũng đang có một cái nỗi mặc cảm ở trong tâm hồn hay là ở ngoài thì Mina rất là mong rằng các bạn hãy đứng lên đi. Hãy đứng lên và làm những cái điều để vượt qua cái nỗi mặc cảm đấy. Và Mina nghĩ rằng mọi người nên tìm một cái người bạn, một người thân để có thể chia sẻ về cái nỗi mặc cảm đấy. Tại vì khi mà mình có thể kết nối với những người khác và khi mình có thể chia sẻ câu chuyện đấy thì chắc chắn mình sẽ cảm thấy được đồng cảm hơn và được thấu hiểu hơn. Và khi mà con người kết nối và bạn có người để hiểu mình thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ cảm thấy là không còn đơn độc nữa và sẽ cảm thấy tự tin hơn thôi. Cảm ơn Mina Nguyễn rất nhiều. Đó là đặc sản của Hóng Chuyện Showbiz, luôn là những câu hỏi trực diện, thẳng thắn để cho chính người trong cuộc trả lời. Thì ngày hôm nay rất cảm ơn những quan điểm và những câu trả lời mà Mina Nguyễn mang đến chương trình. Riêng bản thân anh Hiếu và những người thực hiện Hóng Chuyện Showbiz xin gửi tặng cho Mina Nguyễn một cái ngôi sao. Em cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Chương trình Hóng Chuyện Showbiz như là một ngôi sao may mắn đi. Cảm ơn Mina Nguyễn đã lần thứ hai xuất hiện trên truyền hình và nói nhiều hơn về quan điểm sống của mình, nói nhiều hơn về mong muốn truyền lại cái ngọn lửa nhiệt huyết cho những chị em phụ nữ đang còn mặc cảm ngoài kia tự tin bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Em sẽ tranh thủ đeo cái ngôi sao này ở trong những cái bức hình của mình và tác chương trình vào. Thực sự nhớ là nha. Dạ, chắc chắn luôn ạ. Vâng, và thưa quý vị, có lẽ câu chuyện của ngày hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn mới dành cho những người trẻ. Đâu đó thì những người trẻ đang mông lung trước những quyết định của mình, thậm chí là những lựa chọn xuất hiện ở đâu đó hay nói lên điều gì đó của những người trẻ cũng gặp vô số những vấn đề trở ngại mà chúng ta vẫn hay gọi là ngã ba đường. Quan trọng là bạn nên biết bạn cần làm gì, bạn nên biết bạn muốn trở thành ai và bạn
nên biết bạn muốn đi đến đâu thì chỉ có bạn mới là người đưa bạn đến nơi mà bạn muốn đến. Đó chính là thông điệp của ngày hôm nay. Còn bây giờ, Phương Hiếu và Mina Nguyễn cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Buổi trò chuyện cùng Sao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hóng Chuyện Showbiz ngày hôm nay. Hãy đón xem chương trình vào lúc 17:10 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và xem lại trên kênh YouTube Nhật Nam Media. Cảm ơn quý vị khán giả đã đón xem chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.